Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể giới tử thọ trì và quan trai giới hiện diện quý mến. Một giới tử thọ trì và quan trai giới hay thọ trì cần sự giới hoặc thọ trì bất cứ giới pháp nào do Đức Phật chỉ định, muốn thành công trong việc thọ trì giới pháp thì những vị ấy phải biết thực tập, thực hành năm phương pháp mà trong kinh Trung A Hàm Đức Phật đã dạy. Phương pháp thứ nhất, hãy tự mình là thiện trí thức. Nghĩa là vì ấy phải là vì tự làm thiện trí thức cho chính mình bằng cách tự lắng nghe chánh pháp từ Đức Thế Tôn, từ chư vị tổ sư hay từ những vị trí giả nổi chứng. Nghe xong tư duy gạn lọc và đi đến thực hành. Nhờ vậy mà vị ấy nếm được pháp vị. Trong đời sống của vị ấy có hỷ và lạc. Vị ấy chung sống với những vị thiền trí thức khác, trao đổi pháp học, pháp hành, pháp chứng, pháp vị mà mình đã từng trải qua đối với các thiền trí thức để được học hỏi, chia sẻ và hỗ trợ. Một vị tu tập hãy tự mình là thiền trí thức như vậy, vì ấy có khả năng nhiếp phục được tham, nhiếp phục được sân, nhiếp phục được si, nhiếp phục được kiêu mạn, khiến cho thiện pháp ở nơi tâm của quý vị thuận thục và sinh khởi. Đó là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai, hãy tự biết giới bộ và thực hành giới bộ. Giới bộ hay gọi là giới bạn, tức là nền tảng của giới, căn bản của giới. Vì ấy phải học giới, phải hiểu giới, thực hành giới và chín chắn từng lỗi nhỏ, không để xảy ra nơi thân ngữ và ý. Chín chắn từng lỗi nhỏ, không để xảy ra trong bốn phong thái oai nghi đi đứng nằm ngồi,
Nhờ thực tập như vậy mà vị ấy nhiễm phục được tham, nhiễm phục được sân, nhiễm phục được si, nhiễm phục được kiêu mạn, thuần thục các chủng tử hữu lậu chuyển thành vô lậu. Nhờ vậy mà vị ấy có giải thoát an lạc ngay trong đời này và những đời tiếp theo. Thứ ba, biết kiểm soát lời nói, nghĩa là vì ấy biết kiểm soát khẩu nghiệp của mình, biết kiểm soát lời nói của mình, chỉ nói những điều đúng chánh pháp, không nói những điều không đúng chánh pháp. Biết nói những điều đúng chánh pháp, đúng với người, đúng với sự việc, đúng với không gian, đúng với thời gian và đúng với pháp. Không nói chánh pháp đối với người không phải pháp, không nói chánh pháp đối với chỗ không phải để nói chánh pháp, không nói chánh pháp đối với thời điểm không đúng để phô diễn chánh pháp, không nói chánh pháp ở nơi sự việc không phải là chánh pháp. Nhờ biết nói đúng chánh pháp như vậy và không nói những lời không đúng chánh pháp đúng như vậy, nên vị ấy nhiễm phục được tham, nhiễm phục được sân, nhiễm phục được si, nhiễm phục được kiêu mạn, khiến cho tâm trong sáng thuần tịnh, những chủng tử hữu lậu vận hành nơi tâm được trị liệu chuyển hóa trở thành chủng tử vô lậu, vô vi, giải thoát. Nhờ thực hành pháp như vậy mà vị ấy có sự an lạc, có sự hạnh phúc, có sự an toàn ngay trong đời này và những đời tiếp diễn về sau. Phương pháp thứ tư là phải biết tinh cần, phải biết tinh cần đúng lúc, phải biết tinh cần đúng chỗ, phải biết tinh cần đúng người, phải biết tinh cần đúng việc, phải biết tinh cần đúng pháp. Nghĩa là luôn luôn quan sát những chủng tử vận hành nơi tâm mình, hay những vận chủng tử đang ẩn tàng tùy miên ở nơi tâm mình, thấy những chủng tử nào bất thiện chưa khởi thì vĩnh viễn không để cho nó khởi sinh, chủng tử nào bất thiện đã khởi thì làm cho nó ngưng trị, chủng tử thiện nào chưa khởi thì nỗ lực làm cho nó khởi hiện,
Chủng tử thiện nào đã khởi hiện thì nỗ lực làm cho nó tăng trưởng. Nhờ thực tập như vậy, nhờ thực hành như vậy nên độ một vị cõi giới. Vì ấy sẽ nhiếp phục được tham, nhiếp phục được sân, nhiếp phục được si, nhiếp phục được kiêu mạn, trị liệu chuyển hóa những chủng tử bất thiện, những chủng tử xấu ác ngủ ngầm ở trong tâm thức, trở thành những chủng tử thuộc về thiện hữu lậu, rồi chuyển hóa những chủng tử thiện hữu lậu trở thành chủng tử thiện vô lậu, vô vi, giải thoát. Nên vì ấy có sự an lạc, có sự hạnh phúc ngay trong thân năm uẩn này, ngay trong đời sống này, và tiếp diễn đời sống hạnh phúc an lạc ấy vào những đời sống tiếp diễn trong tương lai. Phương pháp thứ năm, phát triển thiện quán. Thiện quán tức là nhìn sâu vào bốn đối tượng thân thọ tâm pháp ở nơi năm uẩn của chúng ta. Nhờ nhìn sâu vào và tỉnh giác đối với từng đối tượng thân thọ tâm pháp ở nơi năm uẩn tự thân của chúng ta, mà chúng ta thấy được tính chất vô thường của năm uẩn, tính chất vô thường của mỗi uẩn. Có thể rõ được tính hòa hợp của năm uẩn, tính hòa hợp trong mỗi uẩn. Đủ duyên thì chúng hiện khởi, hết duyên thì chúng tự phân rã. Các duyên đầy đủ thì chúng tụ hợp để biểu hiện hình hài, biểu hiện sắc tướng, biểu hiện đời sống. Khi các duyên phân rã thì tất cả đều trở lại với tự tánh rộng lặng, rồi tùy theo đó mà duyên vào ở nơi tâm và cảnh để tái hiện những thân tiếp theo. Tất cả các pháp nhân duyên đều là như vậy. Do quan sát hàng ngày như vậy và phát triển hàng ngày như vậy, cho nên vì ấy nhiếp phục được tham, nhiếp phục được sân, nhiếp phục được si, nhiếp phục được tâm kiêu mạn, xa lìa tâm chấp ngã, xa lìa tâm chấp pháp, các tính ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, phân biệt, kỳ thị từ nó rơi rụng. Đấy, có an lạc, có hạnh phúc, có an toàn ngay trong thân năm uẩn này, ngay trong đời sống này. Sống cũng sống trong sự an toàn, mà chết cũng chết trong sự an toàn, sinh ra hiện khởi trong sự an toàn, mà biến diệt cũng biến diệt trong sự an toàn. Năm phương pháp như thế, nếu quý vị
nhớ lấy, thực hành, thì quý vị không hoang phí một đời người. Quý vị không hoang phí là một người đệ tử của Phật, dù xuất gia hay tại gia. Nếu chúng ta không thực tập như thế thì oan uổng một đời người, oan uổng được mệnh danh là đệ tử Đức Thế Tôn mà chẳng chính giảng gì pháp vị, mà do Đức Thế Tôn chứng ngộ, tuyên thuyết và trao truyền. Nên thật may mắn thay cho tất cả quý vị, tu không phải quá khó nhưng mà lại không phải quá dễ. Quá khó là bởi vì những người phước mọc, tội dày, chướng thâm, huệ thiện. Đối với những người mà phước mọc, tội dày, vừa khởi niệm tu một chút là tất cả những ma chướng quá nghiệp đều xuất hiện để trở ngại. Những người mà phước mọc, tội dày, chướng thâm, huệ thiện, vừa nghĩ tới một điều thiện thì bao nhiêu điều xấu ác ụp tới gây trở ngại từ nơi nội thân, từ nơi nội tâm, từ nơi ngoại cảnh. Vì vậy đối với những người như thế tu tập cực kỳ khó khăn, quá khó khăn, không dễ chút nào. Ăn một bữa ăn chay đã là quá khó, nghĩ đến được một điều thiện đã là quá khó, huống chi thật sự ăn chay với tâm từ bi, tâm thương người, thương vật, với cái tâm trang nghiêm thế giới tịnh độ, với cái tâm yêu chuộng thiên nhiên, yêu chuộng muôn loài. Ăn chay với tâm như vậy thật sự quá khó, và cực kỳ quá khó đối với những người phước mọc, tội dày, chướng thâm, huệ thiện. Và tu tập không quá khó đối với những người đã từng gieo trồng thiện căn phước đức từ một đời, hai đời, ba đời, năm đời, bảy đời, mười đời và nhiều đời. Và lại càng không quá khó đối với những người đã lập thâm thề nguyện, nguyện lý ác pháp, nguyện tu thánh đạo, nguyện lợi ích chúng sinh, nguyện trang nghiêm tịnh độ, nguyện nuôi lớn tâm bồ đề, nguyện nuôi lớn hành bồ đề, nguyện nuôi lớn quả bồ đề. Đối với những người đã lập nguyện lập hành như thế thì họ sinh ra ở đâu, đối xử với ai, sống trong hoàn cảnh nào, thì tất cả những cái thuận ấy cộng để thuận là tăng trưởng tâm bồ đề. Sống trong nghịch cảnh thì nghịch cảnh ấy cũng là để tôi luyện tâm bồ đề, mỗi lúc mỗi nên kiên cố, mỗi lúc trở nên vượt trải, không thoái chuyển. Tu quá dễ với ai và tu quá khó với ai, chứ không phải đối với ai cũng dễ, chứ không phải đối với ai cũng khó. Vì vậy
quý vị tự quán chiếu lấy phước đức nhân duyên tự thân của chính mình, thấy điều nào mà thuộc về phước mọc tội dày chướng thâm huệ thiện thì phải tự nỗ lực sám hối và hành trì giới luật trang nghiêm bằng chính niềm tin thanh tịnh của mình, để chướng không còn thâm, huệ không còn thiện, đức không còn mỏng, tội không còn dày. Và đối với những vị mà đã có thiện căn sâu dày, đức tin kiên cố về tam bảo, thương người, thương vật, thương chúng sinh, chín chắn giữ gìn những oai nghi tệ hạnh, không để sơ xuất từng lộ nhỏ, không để sơ xuất từng cái ý niệm nhỏ khởi lên, thì đối với những vị như vậy cũng hãy tự vui mừng và phát triển những gì vốn có tốt đẹp ấy mỗi ngày, để mỗi ngày trong từng bước chân đi, trong từng cái phong thái ứng xử của cuộc sống đều kết thành hoa trái của từ bi, hoa trái của trí tuệ. Có từ bi thì có phước đức, từ bi lớn thì phước đức lớn, có trí tuệ thì không có sai lầm, có trí tuệ thì từ cái động này đi tới cái động khác, từ cái động tinh tế đi tới cái động vĩ đại, cái động hoàn hảo, cái động của bậc giác ngộ hoàn toàn. Mong rằng đại chúng nỗ lực tinh cần lên, mặc dù mỗi người đều có chứng duyên, mỗi hoàn cảnh đều có chứng duyên, một thời đại đều có chứng duyên, không có thời đại nào là thời đại hoàng kim để cho chúng ta tu tập, cũng có gia đình nào hoàn hảo để cho chúng ta tu tập, cũng phải bản thân mình luôn luôn hoàn hảo để hỗ trợ cho mình tu tập. Cho nên sống trong mọi hoàn cảnh mình biết vận dụng thì hoàn cảnh khó khăn trở thành thuận lợi, thân năm uổng này có sinh diệt nhưng vẫn thuận lợi cho chúng ta tu học, thân năm uổng này dù có tan rã nhưng sự tan rã ấy cũng là điều kiện để cho chúng ta thiền quán tu tập tinh tấn lên. Thân này có bệnh đó là chuyện đương nhiên, nhưng cái bệnh cộng để chúng ta có cơ hội quán chiếu những lời Đức Phật dạy và chứng lý mà Đức Phật đã chứng nghiệm từ nơi bệnh khổ của chính mình và tất cả chúng sinh. Và để giữ gìn gia tài mà bản thân quý vị đã có, gia tài mà gia đình quý vị đã có, gia tài mà quê hương xứ sở của quý vị đã có, gia tài mà chính nơi thế giới ta bà này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai quật và hiến tặng cho tất cả chúng ta và chúng sinh. Cho nên quý vị hãy đem hết niềm tin của mình đặt vào nơi tam bảo, hãy đem hết sinh mệnh của mình đặt vào nơi tam bảo. Có như vậy thì quý vị đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu cũng không quên tam bảo, sinh ra ở đâu cũng đi trong ánh sáng trí tuệ và từ bi.